Các bạn thấy cái con suối này cá nó búng rất nhiều. Đấy. Tí nữa mình sẽ câu ở đây xem giống như anh em nói, trong đây cá lâu đồng rất nhiều, to. Đấy. Bây giờ mình sẽ xuống cân câu mồi dế này xem nó như thế nào. Câu được đâu. Thủ ghê, thấy không? Thấy thủ đâu? Thật luôn nha. Con này nhiều cá đấy, không ạ? Con này nhiều cá đấy. Giống như nó hoang lâu á. Thank you.
con gì ăn không? Con này là cá gì, giống như cá rô phi gì sao không? Cụ mỏi. Ôi, à, tôi kéo quá. Chị Pháo kia. Ôi, 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 à, cái cần này yếu thế. Cái gãy cần nào? Gãy á? À, à, chúng này cá to lắm mày ơi. Ui dồi ôi, con cá này nó đúng rồi. Cá thành tinh rồi sao á? Nào, ui dồi. À, vô đây, không lên. Nhảy mất. Nào. À, con cá này thành tinh rồi. À, cá này ai dám ăn không? Hả? Kinh thật đấy. Vô đồng cũng. À, con này đúng không? Con cá này mà thành tinh rồi anh ơi. Kinh thật. À, nó ăn thảm rồi. À, cần chắc vậy. Kinh thật đấy. Đúng như mấy bác kia nói, trong đây cá to thật. À, con cá này bị sao á, chắc số lâu năm quá nó lồn nó lẫy sao nè. À, các bạn, à, con cá quá to, con này chắc phải 3 lạng, 4 lạng ấy nhở, 4 lạng đó. À, to thật đấy chứ, mà cái xương sống nó bị sao á. À, cái đầu nó này, cá này cá đực này. Trời ơi. Vâng.
đấy, đấy, đấy. Đúng nước không? Chảy không không ăn đấy, 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 đấy. Rất bình sao rồi không phải đến không quay đi. À, nó dễ hết rồi nè. Dạ. Anh nhớ ra mà ấy. Cái này có 2 ổ sạc mà anh. Ủa lặng thi. Điên mồm rồi. Chíu cần con gì đấy. Để chết. Hả? Sạc tí đã, trước mẹ còn 32% này. Hả? Gì vậy? Thoải mái. Còn gì nữa ăn ghê lắm nhá. Thì con em nhỏ nhỏ. Caro nhỏ anh ơi. Con nhỏ. Nhỏ em. Ờ, này. Con em nhỏ này. Con này là con thứ hai mà chắc con này là ôi giời. Con này là chắc con của con kia. Nhỏ hơn rất nhiều. Vừa kéo xong đấy kéo đoạn đi á, đúng không? Có khi nó ngậm rồi mà ngậm mồm đó. Ở đây 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 đây. Quanh kìa. Úi giời ơi, cá nó giật mồi như vậy. Nhiều đấy nhở? Ấy 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 ấy. Ôi trời ơi. Không biết cái gì nó ăn mà nó kéo ghê vậy. Ờ đây đây đây. Chết mẹ cá rô. À bằng tí này.
Đây là các con đó. Ghê, con này chắc thả đó. Cái này không lấy đâu. Thả cho nó sống. Cái này quá nhỏ. Nuôi đi. Thả đi. Nhỏ xíu à. Con khi nãy to đùng à. Có khi là giờ nó sinh sản ra là nhỏ này nó không ăn đấy nhỉ. Sau một hồi hai em câu khá mệt thì có hai anh vào tiếp tế lương thực. Hai anh đang nổi lửa để nướng một cái gì đấy. Hình như là đây là thịt bò. Thịt bò anh? Đúng rồi, thịt bò. Lửa đã cháy. Bây giờ mình chờ mình ăn ké thôi. Ô gì to đấy? Ôi. Cái gì đấy? Chê à? Ôi. Đi con cá chê này. Ừ. Ôi, ngon nhỉ. Cầm lên, cầm lên, giật mắt đi. Nướng luôn. Nhanh. Trời. Con này được ký hơn ký đấy, ký dưới đấy. Ký kia. Ký dưới. Con này có chắc con này là con chê trắng à? Ui giời ơi. Con này nó nhìn cho con lửa lớn luôn rồi trời lại có đầu món. Nhanh ra. À cái cần này đỏ thật đấy. Này lớn luôn. Ở đây có cá chê nhá. Cá chê to là khác. Còn cá chê này cái chê trắng này. Cho lên bờ không thì rớt bố rớt à? Thì tí này mất mồi bây giờ. Thì ăn về nhé. Ui giời. Tí này mất mồi nhậu bây giờ. Đây các bạn. Đây mình có được mấy con cá rô to. 4-5 con. Nhưng mà chỉ có trộn được một cảnh thôi. Con cá rô ổi không ạ?